Anh em cầm điện thoại cho chắc nhá. Bắn được tầng 6 rồi, kẹo hoàn vàng vàng đó. Đánh nhau. Nó sợ đông thì biết được bên nào vậy nhỉ? Nó biết chứ. Bây giờ là an ninh tìm và người dân. Không thể biết được thì phục công an hoặc phục. Không thể biết được phe nào thuộc phe nào. Quay đi, chị hả? Đừng quay. Quay đi, 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 quay đ
Em mới cắt máy em quay thì lâu mà. Hôm nay phải bốc đây hết. Hôm nay lên phải bốc mặt thôi. Sáng là luôn rồi. Quay đi, cứ quay đi không phải sợ, không quay cái đá. Quay lên cao, quay lên chết. Kệ hắn ngay. Lên YouTube là đây hết. Quay ngay đi. Bắt rồi. Đi hình tư do được quay. Biết rồi, bài kia không có là. Đi hình tư do được quay. Đưa mấy xe. Mấy thằng đấy đến rồi, em nhìn này em mà. Mà dân quanh khi này họ đứng quanh này đông. Khi này em đứng em quay có bình này ai dám quay hết rồi là không ai dám quay hết có mình em quay. Dân nó chạy ra hết. Đập anh chết rồi. Một người chết rồi, một người đã chết. Và có một người chết. Hiện tại một người đã bị công an và cảnh sát đánh chết. Chúng tôi vừa phải chạy trốn. Một lực lượng cảnh sát phát hiện chúng tôi đang quay video tường thuật trực tiếp đã rượt đuổi chúng tôi và chúng tôi đang phải chạy vào một khu công xưởng và phải đóng cửa lại. Và chúng đã đánh dưới cuối đánh vào cửa và nổ mìn ngay ở phía trước cửa chúng tôi. Bây giờ chúng tôi hiện thời đang an toàn. Công an ngày xưa ở bên ngoài đã rút ra để đi đàn áp các nhóm khác. Chúng tôi không bị gì cả. Ở trong này khoảng 100 người đang lưu lạc ở trong các phòng và chấn mọi người ai cũng đang rất là run. Ở ngoài mọi chuyện vẫn đang rất là nóng. Mìn nổ rất là nhiều. Bây giờ chúng tôi đang rất an toàn ở trong này. Bởi vì bà con ở đây cũng đã quyết định ở trong này có rất là nhiều dụng cụ đồ đạc. Vào thì chuyện luôn. Có thể xách cờ lê hay là bủa ở trong khu nhà máy này rất là nhiều. Công an mà vào đây chúng tôi sẽ, bà con ở đấy bảo chúng tôi sẽ chuyển luôn. Bởi vì không còn đường thoát nữa, bởi vì chào dân bà con đi biểu tình bây giờ không còn đường thoát nữa. Chó chạy công đường, dân gian ta hay gọi câu chó chạy công đường. Bà con ở đấy có cả em nhỏ, có cả phụ nữ, rất là nhiều. Nhưng mà sẽ sẵn sàng quyết chiến nếu như không còn đường rút. Không thể quay chậm được, bây giờ người cứ quay lung tung để canh giới xung quanh. Thấy ở đâu có biển cổ là chúng tôi sẽ quay ngay. Đấy, cho em ra em coi tình hình bên ngoài thì rằng anh. Ở bên ngoài bây giờ đã giải tán đi khá là nhiều bởi vì lực lượng công an dùng khá là nhiều công cụ để rượt đuổi người dân, dùi cui và đàn nổ. Nhòe là chắc là bởi vì là bây giờ tín hiệu ở đấy khá là yếu bởi vì ở trong nhà kín và thời tiết đang là mưa. Cho nên được hình ảnh nào chúng ta trân quý hình ảnh đó, phải cố gắng lắm thì những con người có điện thoại và máy quay mới giảm có thể là cầm máy quay lên để quay trực tiếp cho bà con.
Vâng, có một an ninh chìm, có một viên tên an ninh chìm vừa chỉ vào tòa nhà của chúng tôi bảo là tôi sẽ tạm dừng quay trực tiếp một tí. Thành thật cáo lỗi với quý vị. Rất là phức tạp. Bây giờ bác không biết. Trời ơi, tại sao các bạn đập đến thế, đánh đập một người tàn tật chỉ có một chân mà thôi. Chỉ có một chân mà thôi mà sao mà đánh đập người ta đến cái mức độ như thế. Trời ơi, chỉ có mình là mình bóng ra thì vậy. Chúng ta không làm gì cả, chúng ta không làm gì cả. Từ 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 anh. Bà đi, bà trời. Mà răng mà lại đỡ nó đập bà. Đập tôi thay công an, tôi chỉ công an rồi. Ba năm tổng ra đây, ba thầy đập ba thầy ba là khán. Qua đi. Mình ra mình. Đây kéo ba. Kéo ba phố. Ừ. Kéo ba phố. Đe đập ba đốt. Nhắn lấy cả máy. Ba lăng thường này. Sắp ba mong luôn. Ba lăng thường này. Lôi hắn lấy cuốn đập mình. Cho mình cái mà bổ cái máy. Cả mở vết thương bà coi thì nặng không, có cái vết thương bà như nào, cái vết thương mà để ra sẽ để máu, để bó hết, mình còn đi làm thôi, đâu đây luôn mà. Mà tự nhiên là đang bán lại đập bà. Đang còn làm việc rồi. Tại ra là đưa một cúi nấp. Hắn đập tôi. Bao nhiêu người đập bà? Cả một đoàn luôn. Hắn đập một bà già nữa. Tôi nói các ông ơi đừng có đập bà già. Tôi 65 tuổi rồi. Hắn đập tôi. Tôi đang còn đi làm. Tay máu. Bà tên chi bà? Tên Nguyễn Thị Sâm. Bà ở... Bà ở Khối Nam. Ở xứ Đông Tháp. Họ Đông Tháp. Mà bà đi làm mà đi bà làm ra... Đây. Đang còn đi làm đây à? Trong làm... Ủa vô đập cả bà? Ừ, cái quân cầm rủi cui đập, 10 thằng đập giống như một thằng, 10 thằng đập 2-3, thì hạt tu vừa đi ra ngõ đang đập phần tay ủa vào đây mà, cái ủa đây, đập tôi mà coi như là máu coi như là mà đang chạy cả, đập tôi mà gần chết, đập bà già cứ nói bà già 65 tuổi, tôi đi làm đang còn đi làm trong khu nghiệp ra. Chứ không bận gì cả, đang đi làm ngày được 100 bạc để về nuôi ông già, rất là được. Vâng, cảm nuôi ơn đồng, bà. Nuôi đồng, có đất, nuôi đồng già. Đó, đập tôi mà. Đập tôi. Tôi có bận gì ăn màu. Tôi không phải là người đi vượt tình, không phải người lời gì cả, tự nhiên đập một phần tay máu đây. Đập tôi ôm quần ôm áo, ôm ủng không biết đi làm đây. Tất tay. Ôi. Tôi còn đi làm. Làm ra đi coi. Để chú quay lên mạng đi. Đập chân tớt lắm, đập chân chết người tớt lắm. Làm sao mà em bị đánh? Em bị đánh thật. Ở chỗ không đồng người hắn kéo lại, một đứa kéo lại, còn mấy đứa không đồng phục. Vài đứa áo màu hơi đen đen rồi lên rồi đập rồi cứ đá. Em có làm chi không mà bị đánh được rồi? Không. Em không làm chi cả? Dạ. Anh kéo lại, một đứa kéo lại xong rồi anh đập. Em đã đủ tuổi vị thành niên chưa? Chưa. Em năm nay bao nhiêu tuổi em? 16. Rồi cả. Em đau bồn không? Hả? Em bị bồn không? Hả? Bị khắp luôn. Mẹ nó đập. Thì hắn có làm gì mà hắn thì hắn đứng ở đây này, hắn đứng ở trong hắn nhà này. Hắn chạy không biết, không biết đường hắn chạy. Hắn rùa vô đây rùa vô là hắn vạng luôn, vô tận nhà hắn rồi, hắn vạng luôn nhà mình. Kìa hắn nắm lại, nhưng mà em tui, cháu chạy. Mày chạy hắn vô nhà đấy luôn. Khi này con công an vô nhà đò đập cửa vào nhà ta, đập cửa cuốn xong bấm cửa liệt mới xuống được cửa cuốn. Mày đòi đập đứng ngoài đập cửa gì? Một thằng lồi lại, còn mấy thằng không mặc đồng phục, mặc áo khác. Toàn là không mặc đồng phục em ạ. Mặc đồng phục có được một hiểm này. Cái cui mà đen này. Một thằng áo xanh. Chị đứng ở trên thì chị thấy áo xanh cầm rồi cui mà vác đến đâu.
Vào đầu em á. Trời thì con này của cô đập cửa trước, đập cửa bà thì trong trước con này lấy đập đi ra mới có mân trí màu. Mà đang cắm cho nó cháu chạy về đâu cháu vô đây. Đây chi. Chạy cửa về thì cũng nhà đấy không chạy có chết luôn ở bến. Mẹ. Mẹ con Vinh. Chuột con chuột. Không thể biết được phe nào thuộc phe nào. Dân lo chạy ra hết. Đập anh chết rồi. Một người chết rồi, một người đã chết. Và có một người chết. Hiện tại một người đã bị công an và cảnh sát đánh chết. Chúng tôi vừa phải chạy trốn. Một lực lượng không được,
chúng ta ngồi xuống. Ngồi xuống. Tất cả mọi người chúng ta ngồi xuống. Rất lớn. Ném sao không? Ném sao thì chảy hết. Đây là bom nổ dọa của lực lượng cảnh sát cơ động. Min đặt cây lắm ạ. Không phải đặt cây, không phải tiếng này. Đây là đàn để có tiếng đàn để có thể là để uy hiếp bằng tiếng đàn. Bây giờ họ rệt nhau, họ đánh nhau, họ đánh bất cứ người nào, họ đánh nhau. Công an cơ động quay vào đánh một nhóm người đang đứng ở rất bình thường ở đây. Được qua cơ. Vừa đập lại đập thắng này, vừa đập cái ánh này. Tôi vừa hiểu đỏ. Một thùng mìn. Quý vị có thấy công an cái hát cái đồng đóng chờ ra một thùng mìn. Không biết là pháo loại gì. À ném, cầm mìn ném. Anh em cầm điện thoại cho chắc nha. Bắn được thằng sáu không kẹo hoàn vang vàng đó. Đánh nhau. Nhưng mà sợ đông thì tôi biết được bên nào. Tôi nói anh ở cái ta không quên mà thế. Quay á, cứ quay đi, mình cất tiệm nhau. Không sang vậy, chị quay được lâu mà. Thank you.